Xin kính chào toàn thể quý anh chị các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube mua bán ô tô cũ của em Lợi. Và hôm nay em Lợi xin tiếp tục review chào bán đến toàn thể quý anh chị các bạn một chiếc xe Ford Ranger bản XLS sản xuất năm 2018, độ full đồ chơi. Vâng, đồ chơi min man luôn quý anh chị nhá. Chiếc xe này thì bác chủ trước độ gần 300 triệu tiền đồ chơi. Rất chi là trẻ trung và phong cách theo thiết kế của Raptor. Đây là chiếc Ford Ranger 2018 số tự động một cầu máy dầu. Xe được độ full đồ chơi. Giá nóc lốp la răng bậc các cản trước cản sau đều được độ và đèn bi xi lông. Toàn bộ xe thì bên em Lợi cũng vừa mới lấy về tối hôm qua và hôm nay review luôn cho quý anh chị xem. Chiếc xe tên cá nhân biển Nam Định 18C11908. Chiếc xe này thì quý anh chị nào mà ở tỉnh thì em hỗ trợ rút hồ sơ cho quý anh chị. Về pháp lý thì bên em cam kết pháp lý đảm bảo chuẩn, không tranh chấp kiện tụng, không phạt nguội. Và toàn bộ chiếc xe bên em đã kiểm tra về chất lượng. Toàn bộ xe thì máy số là nguyên zin, chỉ cốp trước cốp sau, cánh cửa 4 cánh đều là nguyên zin theo xe. Vâng, với chiếc xe này thì quý anh chị em nào mà thích xe độ thì khá là hợp lý. Về sẵn đi không phải độ đẽo gì và đồ chơi cũng khá là nhiều. Từ giá nóc, đèn led, rồi đèn bi, gầm và la răng bậc lên xuống. Đây em quay toàn bộ về cái phần ngoại thất bên ngoài cho quý anh chị xem này. Về cái phần xe bên ngoài độ khá là nhiều. Body kit, cua lốp đều rất chi là hầm hố. Và toàn bộ chiếc xe thì được bác chủ đi khá là giữ gìn. Quý anh chị nào mà lần đầu tiên xem video của em Lợi, cho em Lợi xin một lượt đăng ký kênh và một lượt chia sẻ. Các bác ấn chuông theo dõi thì sẽ cập nhật sớm nhất các dòng xe bên em Lợi về theo 5 tháng. Bên em Lợi cũng nhận mua bán trao đổi tất cả các dòng xe ô tô trên mọi miền Tổ quốc. Quý anh chị nào mà có nhu cầu bán xe, ủng hộ em Lợi qua số điện thoại 0986265090. Hoặc các bác có thể qua địa chỉ cửa hàng em Lợi 948 đường Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội để được xem xe và tư vấn trực tiếp. Về cái chiếc xe Ford Ranger 2018 này thì bên em cũng có hỗ trợ vay trả góp ngân hàng cho quý anh chị nào mà có nhu cầu vay qua ngân hàng lên đến 6-70% giá trị của xe. Đây là toàn bộ cái phần liên sườn body kit của chiếc xe cũng khá là nhiều. Giá nóc và thanh thể thao phía sau, nắp thùng kéo, màn hình DVD cam lùi đều được trang bị hết rồi. Tất cả đây là phần ngoại thất bên ngoài của chiếc xe, khá là nhiều đồ chơi. Đấy, đây là cái cản của phía trước của chiếc xe này, khá là đẹp. Toàn bộ đèn bi xi lông. Đấy, từ các cái mirror mắt và các cái đèn đều được độ trang bị đèn bi và body kit carbon. Phần gầm của chiếc xe đây độ khá là nhiều. Đấy, rất chi là chắc chắn và cực kỳ hầm hố quý chị nhá. Máy gầm cực kỳ khô. Toàn bộ lốp khá là dày. Gần lốp cực kỳ dày. Lốp này thì quý anh chị không phải lo nghĩ. La răng đấy, la răng của chiếc xe, cu lốp đây, toàn bộ cu lốp này, nẹp lốp này, từ các cái bậc lên xuống của chiếc xe này đấy, bậc lên xuống độ khá là nhiều đồ chơi, body kit. Đây là cái phần đầu phía trước của chiếc xe, toàn bộ liên sườn đèn bi màu đỏ này đấy, khá là đẹp và bắt mắt nhé. Toàn bộ đèn bi xi lông màu đỏ, đèn led ban ngày. Đấy, với chiếc xe này thì phần đầu không có đâm xô, hai bên đầu ba đờ sốc độ khá là đẹp, khe hở cabo thì khá là đều nhau, từ các cái phần cabo này. Đấy, toàn bộ khe hở cách âm khá là tốt. Bậc lên xuống của chiếc xe đây, đây là giá nóc của chiếc xe. Đấy, giá nóc đèn led
khá là đẹp, toàn bộ giá nóc cực kỳ chắc chắn. Xe được bác chủ dán kính 3M rồi. Đấy, giá nóc của chiếc xe Thanh thể thao. Và thêm cái cản sau đây, toàn bộ cản sau này. Đấy, độ thêm rất là chắc chắn. Đèn led phía sau luôn. Đấy, đèn led phía sau. Camera lùi. Phần gầm phía sau của chiếc xe đây, toàn bộ phần gầm thì khá là đẹp. Khung gầm này. Đấy, phần gầm bác chủ độ thêm một cái dải màu đỏ chắn gầm rất là đẹp, và toàn bộ phần gầm thì không có dấu hiệu bị mục mọt gì. Sợ gầm xe này thì không chạy vùng biển, không chạy công trường, nên là cái phần gầm cũng khá là ok. Tất cả phần gầm cực kỳ đẹp quý anh chị ạ. Lốp thì chiếc xe lốp phía sau đây, lốp sơ cua chưa chạm đất ngày xưa đây. Lốp sơ cua này là lốp nguyên bản ngày xưa, chưa chạm đất đâu quý anh chị này. Sơn của cái gầm, cái vẹt lốp còn nguyên hết. Phần khung gầm của chiếc xe khá là đẹp. Toàn bộ tôn cực kỳ đẹp đây. Về cái đèn hậu phía sau của chiếc xe, độ thêm mí đèn và toàn bộ cái body kit phía sau. Đấy. Thêm lắp thêm chữ Raptor. Phần thùng phía sau của chiếc xe đây, xe được lắp thêm Thanh thể thao và nắp thùng kéo đây. Toàn bộ nắp kéo của chiếc xe đấy, đấy, nắp kéo nó còn nguyên. Cơ bản sàn thùng thì không có dấu hiệu chở hàng nặng nên không móp méo nhiều. Tất cả các cái phần cốp chỉ phía sau này là nguyên zin. Chỉ cốp phía sau là nguyên bản từ mới. Xe được trang bị thêm nắp kéo Thanh thể thao độ. Phần cu lốp đây, toàn bộ lốp phía sau và thêm sắt xi của chiếc xe thì khá là đẹp, không có dấu hiệu bị cắt nối và toàn bộ sắt xi không bị mục mọt. Đây là toàn bộ nội thất bên trong của chiếc xe. Nội thất bên trong được trang bị ghế da màu đen. Tất cả nội thất thì khá là đẹp. Hàng ghế rất là căng, hộp số tự động. Vô lăng của số thì toàn bộ nguyên bản và rất là đẹp. Màn hình DVD. Sàn được bác chủ bọc thêm sàn 3D và toàn bộ trần cũng 3D đây. Trần thì cũng bọc trần 3D khá là đẹp. Tất cả các cái phần chỉ cánh cửa tay nắm tóc ly cánh cửa là nguyên bản và chưa có dấu hiệu bị sơn lại quý anh chị nhé. Tất cả các cái phần chỉ cánh cửa này nguyên zin. Xe cam kết không đâm xô tai nạn. Và các cái kính của chiếc xe thì em Lợi đã kiểm tra hết, toàn bộ đều có số 8 theo năm sản xuất 2018 và đều của hãng Ford, nên là quý anh chị yên tâm. Xe thì không bị đâm xô, các cái phần kính đèn bị vỡ và toàn bộ máy số là nguyên. Đây là hàng ghế phía sau của chiếc xe. Nội thất ghế phía sau chưa dọn nhưng mà khá là sạch đẹp và toàn bộ nguyên bản không bị chảy rách. Các cái bậc lên xuống mạ chrome này không có dấu hiệu bị chảy xước và các cái phần cột này thì sơn zin toàn bộ. Ốc khóa bản lề đều là nguyên bản hết từ đầu. Đây là toàn bộ tay nắm táp ly cánh cửa bên phụ và táp ly bàn thờ. Hộp số vô lăng khá là đẹp, không có dấu hiệu bị mòn. Bàn đạp phanh ga nguyên bản từ mới. Tất cả các phần tay nắm cánh cửa này đấy, rất là đẹp. Ốc khóa bản lề, ốc bản lề đều là nguyên zin. Đây là hai cánh cửa bên lái của chiếc xe. Toàn bộ tay nắm táp ly cánh cửa đều mới như nhau theo thời gian. Và các cái phần chỉ cánh cửa đều nguyên bản từ mới. Tay nắm táp ly kính đều có số 8 năm sản xuất và hàng Ford.
bậc lên xuống của chiếc xe và ốc cột, ốc khóa bản lề đều nguyên zin. Vô lăng của chiếc xe đây và phiếu nhắc nhở thay dầu, bậc bác chủ bảo dưỡng định kỳ. Vô lăng của chiếc xe hai bên không bị mòn. Đấy. Phòng mới tay lái trợ lực điện của quý anh chị nhé. 2018 tay lái trợ lực điện. Toàn bộ hai bên vô lăng này khá là đẹp. Hủ số của chiếc xe không bị mòn đây, toàn bộ đẹp. Đây là toàn bộ phần đầu của chiếc xe. Về phần máy hộp số thì cam kết với quý anh chị là máy hộp số là nguyên zin. Tất cả các từng con ốc này nguyên bản chưa tháo lắp. Rằng cabo, chỉ cabo là nguyên bản từ mới đây. Đấy. Tất cả các cái phần nhựa, phần cổ bô, cổ xả của chiếc xe sáng. Đấy. Ốc zin từng con ốc luôn. Máy ốc zin từng con. Xe đời 2018, số tự động. Độ full đồ chơi. Đây là tiếng động cơ đây, toàn bộ động cơ đang hoạt động. Xe sử dụng động cơ máy dầu 2.2. Máy số nguyên zin. Động cơ chạy khá là êm. Vâng, vừa rồi ông Lợi vừa giới thiệu chào bán đến toàn thể quý anh chị và các bạn một chiếc xe Ford Ranger sản xuất năm 2018, độ full đồ chơi option. Quý anh chị nào mà có nhu cầu nhanh tay liên hệ với ông Lợi qua số điện thoại 0986 265 090. Xin chào và gặp lại quý vị các bạn.